việc tại Nhật Bản. Thì mình tên là Toàn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về cái thủ tục mà sang tên đổi chủ mấy cả đổi biển mới đối với những người mua xe máy cũ và ô tô cũ bên Nhật Bản. Thì cũng mình đi dịch cho rất nhiều bạn ấy, làm thủ tục mà sang tên đổi chủ xe ấy. Thì nói chung là cũng rất chi đơn giản, không có gì là khó cả. Có mỗi khâu chuẩn bị thì các bạn nhiều khi các bạn không biết. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuẩn bị hồ sơ và cách viết giấy tờ. Trên tay của mình là có đây là bộ hồ sơ về sang tên đổi chủ xe Genchiki 50cc và 50cc nhé. Rất nhiều hồ sơ luôn. Và bộ hồ sơ về sang tên đổi chủ ô tô. Xe biển trắng và xe biển biển vàng. Thì hôm nay đây bây giờ mình sẽ làm video đầu tiên là làm về bên sang tên đổi chủ đổi biển đối với những xe Genchiki từ 50cc đến 125cc. Thì cái đầu tiên ấy là các bạn chuẩn bị hồ sơ và mang lên Shinyakuso nộp. Thường như Genchiki thì ở Shinyakuso C của mình ấy, là họ làm cho luôn, sang tên đổi chủ được luôn. Nhưng mà còn ô tô ấy, ô tô từ năm từ biển vàng từ 850cc trở lên ấy là họ đều phải lên Meguihenko ở trên khu cao hơn cơ, chứ không phải đấy. Như của chỗ mình ở Shiga thì nó là Meguihenko Shiga. Còn các bạn nếu mà ở Gunma thì là Meguihenko Gunma. Các bạn đánh vào Google ấy, các bạn đánh lên nó sẽ có. Thì sau khi chuẩn bị hồ sơ xong xuôi ấy thì các bạn cầm lên đấy. Còn đây hôm nay thì mình giới thiệu về sang tên đổi chủ về xe máy 50cc trước, xong một chút nữa mình sẽ làm video sang tên đổi chủ về xe ô tô cũ. Thì thủ tục như thế nào thì mọi người cùng xem mình nhé, và nhìn trong máy tính mình sẽ mở file lên rồi hướng dẫn các mọi người từng file một thì mọi người dễ hiểu nha. Đấy, mọi người cùng để ý mình nhé. Thì vừa đấy thì mình cũng nói qua rồi đấy. Thì đầu tiên là mình giới thiệu các bạn là hướng dẫn các bạn cách mà sang tên đổi chủ đối với những bạn mà sống và làm việc ở bên Nhật, mua xe máy 50cc và 125cc cũ, và kể cả xe đạp cũng thế. Xe đạp thì nó đơn giản hơn, xe đạp thì chỉ cần xin lại cái giấy mua xe với cả các cái giấy tờ của xe là các bạn cũng không sao cả, chứ cũng không cần phải đi sang tên đổi chủ. Nhưng mà xe máy 50cc với cả 125cc với cả 500cc trở lên, trong khoảng đấy thì các bạn là cần phải sang tên đổi chủ. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải sang, một là lấy giữ lại biển số cũ, hai là thường như là sang tên đổi chủ thì là các bạn nó sẽ cấp cho các bạn một cái biển số mới. Và các bạn phải làm bước thứ ba nữa là thay đổi bảo hiểm xe. Cái dịp Baiseki ấy là thay đổi tên chủ và biển số xe. Đấy. Cái dịp Baiseki thì mình sẽ giới thiệu cuối cùng, mình sẽ chỉ các bạn cuối cùng. Cái này cũng đơn giản không có gì cả. Và cái thứ ba nữa là sau khi mà sang tên đổi chủ và đổi đổi cái tên và số xe ấy thì các bạn lại phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm thì thường là các bạn ở Việt Nam mình bên Nhật này thì thường với các bạn tôi mua cho mọi người toàn từ tầm 3 sen hoặc 3 sen rưỡi, thì một tháng ấy chứ không phải một năm đâu, 3 rưỡi một tháng ấy. Nếu mà đóng một năm thì nó rẻ hơn tầm 2 man, 2 man 6 như vậy gì đấy. Thì đây bây giờ mình sẽ nói qua nhá. Thì sang sang tên đổi chủ xe bên Nhật nó gọi là Meguihenko. Meguihenko thì tùy từng nơi, nếu các bạn không biết thì các bạn đánh đánh chữ Meguihenko cái chỗ C hoặc cái chỗ khu mình ở ấy. Của mình thì là khu Shiga thì nó là Meguihenko Shiga. Nhưng mà cái Meguihenko của xe máy Genchiki 50cc thì thường như ở C nó sẽ làm cho luôn, chứ không cần phải lên Meguihenko ở tỉnh thuộc tỉnh Shiga hoặc là ở các cái nơi khác như là Nagoya hay là Osaka, các nơi ấy, thì các bạn lên chỗ cao hơn. Còn 50cc thì chỉ cần C là có là ok, là đổi tên được. Thế nhưng cái cần thiết các bạn phải chuẩn bị thì là ở cái phần mùa 1 này thì là mình làm cho ô tô nên là các bạn không không quan tâm. Cái chính là con dấu ích này, in càng số mê nhá, là mục 2 này, in càng số mê là các bạn phải cần này. Đấy.
Nhiều các bạn thì mong mong mình sẽ mở cho các bạn xem ảnh tình cảm số mê. À, cái này là Zotosomeso này, là chứng nhận quyền chuyển nhượng này, là cái này phải có này. Ba này. Nếu mà các bạn không đi làm được mà các bạn bảo bạn bạn hoặc là người nào đấy đi làm hộ ấy, thì các bạn phải cần cái giấy ủy quyền, cái initial này, là cái giấy ủy quyền có mặt này, các bạn phải cần nhé, cần phải có nhé. Đó. Các bạn phải cần có cái đấy, chứ các bạn không có là các bạn không không làm được đâu. Đó. Cái hai là cái xạ kên. Cái xạ kên là chắc chắn là xe là phải có xạ kên rồi, không có xạ kên thì không không nó lấy xạ kên, nó nôm na nó chính là cái đăng kiểm ấy. Nó kiểu nhật muốn xe hoạt động được là phải có một cái xạ kên này. Đấy. Xạ kên và y cái dịch Paiseki và cái bảo hiểm là ba cái cần thiết nhất của Nhật là để lưu thông xe. Nhưng ô tô thì nó còn nhiều hơn, nhưng đây hôm nay mình giới thiệu về về đi xe máy là xạ kên vẫn phải có. Và phí thanh toán thì cái này hôm trước mình làm xe máy thì không mất tiền đó. Phí xe máy là không mất tiền các bạn nhé, xe máy không mất tiền nhé. Ô tô thì phải mất, mong là sẽ lo ô tô sau. Và cái tờ khai thuế xe, cái di đô xạ này, di đô xạ xin cô cựu sổ là cái này, mong mình sẽ hướng dẫn. Cái này là cái quan trọng mà nhiều bạn người Việt Nam mình không biết này. Đó. Cái là phần 8 này thì là dùng cho ô tô, ô tô chủ yếu cái này không không cần. Thì tóm lại là ở cái game chữ kia thì các bạn cần những cái gì? Thứ nhất, một à, số 2 là chứng nhận con dấu. Thứ ba là chứng nhận quyền chuyển nhượng. Thứ bốn thì là các bạn có mặt thì các bạn cần cái đấy. Thứ năm là cái giấy chứng nhận đăng kiểm xe ấy. Và thứ sáu, thứ bảy là tờ khai. Đấy. Thì nó có những tờ như thế thôi. Bây giờ mình sẽ vào trực tiếp những cái hình ảnh cho các bạn nhìn qua cho các bạn biết này. Đấy nha. À. Đấy, các bạn nhìn qua các bạn biết. Đầu tiên ấy thì nó là cái in càng sô mê. Đấy. In càng sô mê thì các bạn là gia si nhá. Các bạn gia si và bạn làm in càng sô mê hết 300 yên là tạo một con dấu, xong rồi các bạn in ra con dấu ra. Thì cái các bạn mua xe của người ta ấy thì người ta sẽ làm cho bạn cái in càng sô mê. Còn các bạn bán xe người khác thì các bạn vẫn phải làm in càng sô mê. Nhá các bạn nhé. À, ở đây thì ở in càng sô mê thì nó có đây có chuyện con dấu của người ta này. Đấy. Tên rồi thì giới tính rồi thì ngày tháng năm sinh, senography rồi địa chỉ. Đấy. Thì các bạn là để ý đây là cái in càng sô mê. Đấy. Là các bạn bán xe cho người ta thì các bạn phải phải cấp cho người ta cái in càng sô mê, còn các bạn mua xe thì cũng không cần. Các bạn chỉ chuẩn bị là cái bằng lái xe, photo hai mặt, Jumenio đấy. Những cái đấy là những cái mà các bạn phải cần. Thôi và cái người ta bán cho mình thì người ta phải chuẩn bị những cần cái cần thiết này là mình phải đòi người ta để người ta cấp cho. Tiếp theo là và cái giấy Zotosomeso này. Đây chính là cái giấy này là giấy chuyển nhượng nhé. Nếu mà không có cái giấy này là các bạn không mua xe đâu nhá, bắt buộc phải có giấy này nhá. Cái này file thì mong mình sẽ lưu vào cái phần mục dưới comment của cái video ấy, thì các bạn đao về các bạn đổi tên ra, đổi tên là tên của đây cái đây là người bán và đây là người mua nhé. Đây là mình bán lại xe ô tô cho đứa đứa em mình xem xe máy cho đứa em thì là phải có tên tên địa chỉ này. À, đây là xạ mê là tên của loại xe này, đấy. Mã xe này, đấy, số khung xe này. Đấy và đây là cái số số xe tên cái mã mã số xe. Đấy, đây các bạn phải nhớ ở trong cái xạ kên ấy, bao cho mình cho các bạn xem xạ kên thì nó có ghi tất cả cái mã rồi. Thì các bạn cứ điền vào cái khung này thôi, cứ chữ nào điền chữ đấy. Đấy. Thì nhìn là gì là biết ngay mà, dễ không mà. Cái dòng dưới này chuyển nhượng này thì trên phần gạch này là cái người bán xe nhá. Và đóng dấu vào đây, đóng dấu cái người đứng sau đó luôn. Hai là cái người mua xe ấy, cái ngày ngày mà bạn các bạn làm hồ sơ ấy, người mua xe và cái tên địa chỉ của cái người mua xe và đóng dấu vào đây để các bạn cầm đi cùng với cái bộ hồ sơ mà các bạn làm hồ sơ sang tên đổi chủ làm biển mới đối với xe máy nhá. Bắt buộc phải có nhá, cái này là phải có cái này nhá, không có cái này không 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 được đâu nhá. À, Zotosome. À, tiếp theo này. Thì cái mình nói qua về cái initial này nhé, cái initial này ấy, thì là khi mà bạn đi đi làm ca ngày và ca đêm ấy, thì nhiều khi không trùng được cái ngày làm ấy, nhờ nhờ anh em bạn bè cùng phòng đi làm hộ ấy, thì bắt buộc các bạn phải làm cái initial này, là nó nói chung nôm na là cái giấy ủy quyền nhé. Giấy ủy quyền thì viết như nào, thì đầu tiên là các bạn viết cái tên của mình trước này, địa chỉ của mình và cái
Đây là sẽ không có ghi ghi này như này này, Hên Cô Tô Đô Cự à. Đó. Rồi thì chuyển đổi tên này. Thì thường như là mình sang tên đổi chủ thì mình chọn vào cái dòng thứ hai dưới này, mình quanh tròn vào này, mình viết lại ở đây cũng được. Đó. Cái thứ ba là mình viết số khung xe nhé, số số xe vào đây. Ghi là giống bên trước, bên trước mình ghi đấy là chính là cái Mazda xong rồi cái ba số mã số xe này vào đây này. Đó. Đó. Ghi vào đây, ghi vào đây cho mình. Đó. Ghi xuống dưới vào đây, ghi hết vào đây cho mình, ghi vào hai hàng trên mình dưới. Cái tiếp theo nữa là cái người mình được quyền chuyển nhượng cho người ta ấy là anh mình nhờ nhờ người ta đi làm hộ, anh mình ghi tên mình xuống dưới đấy, Vũ Đình Nghiêm tên dưới nhá, xong địa chỉ người ta vào đây, xong đóng dấu vào đây. Thế của bạn thì cũng phải viết như thế, bạn cũng phải viết tên vào đây là tên của bạn vào đây, rồi địa chỉ của bạn vào đây và đóng dấu vào đây nhá. Đấy, đây là cái giấy chuyển nhượng bắt buộc, nếu mà vắng mặt không có mình không đi làm trực tiếp được, thông linh không đi làm được thì các bạn phải nhờ người ta, người bạn hoặc bè ai đấy, hoặc là nhờ cái người bán xe tao làm hộ cũng được, không sao cả nha. Tiếp theo này, thì đây cái xạ kênh nhá, cái xạ kênh này vừa mình nói là các bạn này, đây nó ở đây trong này nó sẽ ghi này đây nhá, xạ B chính là cái tên vừa rồi Ichida đấy, là cái xạ B đấy nhá, đây nhá, xạ Dai Bango này, xạ Dai Bango thì ở đây nó sẽ có nhưng mà người ta che đây rồi nhá, các bạn thông cảm nhé. Đó thì là bạn chép vào đây trong trong kia, đây nó có chiều cao rồi thì là Hà Bà rồi các thứ rồi thì nó sẽ ghi hết đây này, đây là trọng dung tích bao nhiêu này, thì các bạn cứ nhìn ở trong cái bảng kia ấy nó cần ghi chữ gì thì các bạn cứ tìm trong này nó sẽ ra. Đó. Đây dung lượng bao nhiêu là 2,9 này đấy, thì các bạn bắt buộc phải khi mua xe các bạn phải có cái Zido xạ xạ kênh này nhé, nếu không có xạ kênh này không có ý nghĩa, không mua xe được. Đến cái dịp Paseki cũng nhá, nhiều khi là xạ kênh một kiểu, dịp Paseki là một kiểu là cũng dở hơi cắm lợn nhá, là sau là đổi tên với cả đổi mã số xe là cũng rất vô bản, nên là sau khi mà các bạn mà nhớ tai nạn đâm nhau ấy thì là các bạn là xạ không có tên rõ ràng với cả số xe rõ ràng là các bạn không nhận tiền đâu, là nó không trợ cấp mà bị đâm xe nhập với nhiều tiền, nó hàng trăm man hàng xên man ấy là mất nhiều tiền lắm, nên các bạn cứ đừng chủ quan nghĩ là nó mất một vài xên chăng nữa thì chăng nữa, nhưng mà nó khi mà nó nhỡ vô tình nó xảy ra tai nạn ấy, thì các bạn đền tiền nó chỉ là mệt, có khi nào cả đời không đủ tiền đền người ta ấy. Các bạn cẩn thận nhé, để ý cái chỗ số khung số máy này, cái tên của mình có trùng với cái tên gì Paseki, thì Paseki là cái bảo hiểm cả mình làm bảo hiểm kia nữa, ok nữa. Đấy, tiếp theo nhé, mình giới thiệu tiếp này, thế đây là chính cái tờ đơn này, cái tờ đơn mà vừa nói mình các bạn ấy. Đấy, đấy chỉ là một tờ đơn này, đây là cái phần mà Zido xả dê này, xin cô cựu sổ này, đấy là cái tờ khai thuế thuế xe đấy, đây chính là khi ra si thì nó sẽ cấp cho bạn cái tờ này, chassis mình đổi tên ấy thì nó sẽ cấp cho các bạn cái tờ này. Thì đầu tiên là các bạn cũng đơn giản thôi, các bạn ghi ngày tháng năm đấy, nhật thì ngược lại thì là năm tháng ngày, thì các bạn ghi như bên kia của các bạn vào rồi địa chỉ, đây đây là nó ghi là địa chỉ của người bán xe nhá, chứ không phải là cái địa chỉ mà của người mua xe đâu, cái chỗ này là chỗ địa chỉ của người bán xe đấy, người bán xe mình phải ghi cái bằng ở cái chỗ mà xạ kê nên nó sẽ có địa chỉ cái chỗ mà Zotosome số ấy, là cái giấy ủy quyền ấy, bản chuyển xe nó có địa chỉ của cái người bán xe, thì các bạn chép nguyên cái địa chỉ của người bán xe vào đây. Đấy. Tên của người bán xe Hirakana, xong rồi viết viết nếu mà người Nhật thì là cái kanji gì vào đây. Đấy nhá, các bạn ghi chuẩn xác vào đấy nhá, xong rồi ghi cái mà cái ngày ngày tháng năm sinh của người ta vào đây nhé, ngày tháng năm sinh của cái người mà chuyển nhượng xe cho mình ấy. Đấy, ghi xuống dưới và ghi dozo là đồng ý, là giống giống trên ấy, là nội dung của hai cái này là giống ở trên, là giống cái người này. Đấy. Tiếp theo cái mục dưới cùng này là chính là cái mục của các bạn này, các bạn điền địa chỉ của các bạn vào đây, đấy. À, tên Hirakana rồi tên Zomaji ở tiếng Việt Nam mình ấy, Zomaji rồi các bạn điền số điện thoại các bạn liên lạc vào đây. Đấy. Tiếp theo cái mục mà mục này này, các bạn này để ý kỹ này. Đấy nhá, cái mục này là cái Zotô là các bạn có đúng không? Mình vừa cho các bạn xem đấy là cái Zotô mà cái giấy chuyển chuyển nhượng là các bạn có này. Đấy. Nó có cái giấy hai xạ càng tốt, cái hai xạ là cái giấy vứt đi, cái nói nôm na là cái giấy mà cái khi mà người bán cho mình thì người ta sẽ cấp cho mình cái giấy đấy, là cái giấy mà chứng nhận con dấu là đã không sử dụng cái xe này nữa bán cho mình đấy, chứng nhận không 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 dùng cái xe là bán là đã vứt đi, coi như vứt đi, cái này
Cái này người ta sẽ hướng dẫn mình là bao nhiêu cc thì nó ghi vào đây. Đấy. Tiếp theo nhá. Cái phần nào hoặc là họ không hướng dẫn thì mình cứ để nguyên đấy, không trống. Và cái thứ ba nữa là mình ghi cái mã xe của cái tên xe, cái biển số xe của mình ấy, cái biển số xe mình mới mua về ấy, là mình khi mới mua về là trước sang tên nhé, là nó ghi là Nagoya rồi số số xe của đấy người xe cũ, đây là chỗ này tôi ghi biển số xe cũ nhé, các bạn ghi nhé, đây là biển số xe cũ và cái ngày vứt đi, cái hai xả này em vứt đi thì mau mình cho xem các bạn cái ngày hai xả này là nó sẽ có ở đấy. Và cái dòng này ấy, cái dòng này là mình ghi toàn bộ nội dung của người bán đấy, địa chỉ của người bán, địa chỉ của người bán nhá, các bạn ghi chép luôn vào đây cho mình nhá, hết địa chỉ của người bán vào đây đấy. Rồi thì ở Nagoya City gì đấy, cây chỉ của người bán và cái tên xã mê này là đấy ở ở ở kênh ở cái xã kênh ấy, là nó sẽ có, các bạn cầm ra bạn chép lại đấy, xong rồi thì AF gì đấy số bao nhiêu, cái số nào có thì bạn chép, hoặc còn không có thì thôi nhá, không có thì bỏ qua. Đây cũng thế này đấy. À, xạ Dai Bango này à, thì các bạn xếp xạ Bango vào và ghi dung tích của cái xe đấy vào nhé, 50cc thì nó 0.49N đấy, các bạn ghi vào cho mình. Cái mục cái dưới cùng này à, cuối cùng này thì là các bạn ghi cho mình là các bạn có cái giấy này à, các bạn new nhé đấy, các bạn chọn đây cho mình là số 1 đấy, nếu không thì là không có, đây là các bạn chọn số 1 cho mình nhé. Thì cái mục dưới này thì họ không nhờ, không cần mình viết. Đấy, không cần biết thì mình cũng không cần biết đấy. Thì đây là chính là cái tờ mà khai là đơn xin khai thuế đối với xe của mình để mình đổi biển, đổi sang biển mới đấy. Phải có cái tờ này thì họ mới cấp cho mình một cái tờ khai nữa, nó như thế này cũng như thế này không? Thì nó sẽ viết cho mình là tất cả như này, xong rồi nó có một cái biển mới vào đây, cấp cho mình cái tờ như này luôn nhưng mà là biển mới, là có ghi là giống như của mình là Siga thì nó ghi là Siga, xong rồi số đầu tiên là chữ U, chữ K, chữ G gì đấy, xong là bốn chữ số biển trắng đấy nhá. Còn ở đây thì nó sẽ không ghi gì cả vì biển mới mà nó không ghi cả. Xong rồi các bạn ghi sự địa chỉ của mình của các bạn vào đây rồi thì là tên xe mới, rồi nói chung là cái này họ sẽ cho mình luôn, mình không phải làm, chỉ làm mỗi cái này thôi. Đấy chính là cái tờ giấy các bạn cần phải xem kỹ để khai taxi, các bạn không bỡ ngỡ, các bạn nhìn qua mình hướng dẫn rồi thì các bạn taxi các bạn cứ nhìn vào mà pha thôi. Đấy. Bọn Nhật lại là bảo bạn mình lại bảo mình là tiếng Nhật ư mai thì là tốt, chép kanji là giỏi, và các bạn nhìn qua một lần kanji chép lại là ok đấy nhá. Đây là cái rất là quan trọng, cái này là điền này. Các bạn nhìn qua các bạn sẽ biết, nhớ là cái mục này là mục của người bán nhá, người bán, địa chỉ người bán và tên người bán, chỗ này cũng mục của người bán, tên người bán, nó đây là các thông số và xe ở cái xã kênh sẽ có hết, và đây là biển số xe nhá và ngày vứt đi, ngày chuyển nhượng xe, nó sẽ có cái tờ giấy là hai xã em mong sẽ mình cho các bạn xem, và đây là địa chỉ của mình các bạn nhá, địa chỉ của các bạn và tên nhá. Đấy, tiếp theo này đây là cái giấy hai xạ này. Đấy. Cái giấy hai xạ này ấy. Đây các bạn nhìn cái giấy hai xạ này thấy không, hai xạ dương mi này, đây là cái giấy hai xạ, là có nghĩa là họ đã làm cái giấy đấy là cái xe của họ là không thuộc quyền của họ nữa, là lúc đấy bắt đầu là đây cái ngày tháng này 31 tháng 2 ngày 25 này, 31 tháng 2 ngày 25 đấy, các bạn nhìn thấy chưa, 31 tháng 2 ngày 25 nhá. Thì là cái xe này họ đã làm cái giấy là hai xạ rồi. Đó. Cấp cho mình các bạn. Đây, cái 31 tháng 2 ngày 25 nhá. Đấy. Là họ đã cấp, là họ đã ghi hai xạ là họ đã vứt xe đi rồi, coi như không thuộc về quyền của họ nữa. Là bây giờ mình làm là sao xe mới của mình. Đó. Tiếp theo là cái cuối cùng này, mình nói với các bạn này. Cái Japan này là chính là cái bảo hiểm đi theo xe. Bắt buộc các bạn phải phải bảo cái người bán xe cấp cho các bạn nhé. Thì khi mà dịch Pacific mình được các bạn lấy về rồi thì nó sẽ tên và số xe của cái người bán xe cho mình, thì các bạn phải làm như nào để sao tên và xe của mình ở cái đoạn cuối này nó sẽ có số điện thoại này, đến Wabango này, các bạn sẽ gọi cho họ bảo là tao vừa mới Megi Henko Warimasa, xong rồi là người ta đổi tên xong rồi, bây giờ thì đây khi thì bà thì New Society Credit, thì các bạn nói là trong khả năng có thể đấy, các bạn mày sẽ gửi thông tin đến cho tao, gửi địa chỉ của tao, không đọc địa chỉ cho nó thì nó sẽ gửi gửi cái tờ mới cho mình, cái tờ khai tên mới, cái tên mà số xe mới rồi thì tên mới vào đấy, thì nó sẽ tích, nó sẽ đánh dấu cho các bạn cái màu vàng ấy, nó sẽ dán tờ giấy màu vàng, là các bạn là điền tên, điền số khung xe vào đấy, điền số biển xe mới vào, xong rồi các bạn phải là photo một cái bằng lái xe của các bạn nhé, bằng lái xe máy đấy, bằng xe máy hai mặt, xong rồi đưa cho nó bản gốc nhé, cái bản gốc này là cái bản tên cũ với cả cái số biển cũ của mình ấy, các bạn phải gửi cùng với cái tờ đơn khai đấy,
rồi thì là cái tờ bằng lái xe của các bạn cho cùng vào đấy để cho họ xác nhận mình à đây đúng đúng địa chỉ đúng cái số ấy, và các bạn photocopy cho mình nhé, photocopy cái tờ khai báo biển số xe mới của C nó cấp cho mình, cái tờ mà giống màu vàng đấy đấy, photo đấy lại xong rồi nhét vào trong này cùng luôn, xong gửi ra bưu điện gửi, thì trong vòng tầm một tuần là họ sẽ gửi lại cái dịp bay ski mới, thì từ chính thức đấy là cái xe của bạn đã thuộc quyền của bạn, nó đi đâu hay nhớ có thể tai nạn thì là nó được bảo hiểm, đấy là chỉ bảo hiểm về cái xe thôi, bảo hiểm về cái thủ tục đầy đủ ở Nhật nó như thế. Và cái thứ ba là các bạn phải mua cái hô kênh ấy, cái hô kênh của các bạn mua hô kênh thì các bạn liên liên hệ với hô kênh, liên hệ hô kênh thì ở đâu nhỉ, đây nhá, cái hô kênh ở đấy thì các bạn vào internet tra là cái gì nhỉ, năm anh các bạn ghi là 50 cc xong là hô kênh Zido xạ hô kênh vào đấy thì nó sẽ hiện cái trang web các bạn đăng ký, hoặc là có ai quen thì các bạn nhờ người ta gọi hộ cho là được đấy. Thì hôm nay thì là mình giới thiệu qua về thủ tục về sang tên đổi chủ xe, thì đấy các bạn xem kỹ là các bạn sẽ có hiểu được thủ tục sang tên đổi chủ xe 50 cc và từ 500 cc trở lại đến 50 cc ở Nhật đấy, thủ tục sang tên như nào các bạn nôm na các bạn sẽ hiểu. Để chúc các bạn thành công, và sau đấy thì mình sẽ làm một cái video về hướng dẫn sang tên đổi chủ xe ô tô biển trắng và biển vàng ở Nhật như thế nào. Thì mong các bạn xem kênh cho mình xin một like và chia sẻ lên trên Facebook để cho mọi người sang tên đổi chủ xe biết cách như thế nào, và các bạn sẽ đỡ phải mất tiền để thuê người đi phiên dịch rồi thuê người đi làm giấy tờ cho, mất một hai man các bạn cái tiền này để các bạn làm việc gì đó cho bố ích cho các bạn. Thì hẹn các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.